trời mình mới đi chợ lại nghe cô chú anh chị. Bữa nay đi ngay ngày chợ Thanh Minh. Bán heo quay ha. Ồ, bà con đứng ship hàng mua luôn chú anh chị. Bữa nay bà con đứng ra đợi ship hàng mua heo quay luôn nè. Bà cũng trồng, cũng trồng heo ơi. Cũng lưới nè cô chú. Cũng 1000 bó đẹp luôn nha. Trước nha. Như là đồ giường bà con ra ngồi cặp đây bán nha chú anh chị. À bà con mua bán. Dạ hả? Dạ. Bây giờ cái chợ này bán đắt lên coi. Dạ, thấy bình thường đắt quá nè. Anh người ta mới vô coi, người ta mới yêu thích. Phải vậy chứ, mà chết xưa đâu nè. Dạ. Mua đồ nè, nhớ đứng giữ khoảng cách an toàn nè, đừng có đứng gần quá chen chen vô đó, cái nó thò tay vô túi nó lấy là không còn một đồng để mua đồ luôn đó nha. Đó. À, con. Quá đẹp không? Dạ. Vừa đẹp mà người bán xấu quá à. Vô này mình bán ký nhiêu vậy con? Ký 10 ngàn. Dạ, ký là 10 ngàn. Bà con xúm nhau như mua cái gì quá trời kìa. Ồ, xòi. Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video clip tiếp theo của em ngày hôm nay nha. Thì sáng hôm nay là em đang có mặt ở tại thị trấn Trà Ôn của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long quý cô chú anh chị mình ơi. Thì sáng hôm nay em mời quý cô chú anh chị mình cùng về đây để đi thăm chợ Trà Ôn với em nha quý cô chú anh chị. Hiện tại thì em đang có mặt ở trên cây cầu Trà Ôn đây quý cô chú anh chị mình. Ở đây thì là thuộc quốc lộ 54. Hướng đi hẳn này là cô chú anh chị là có thể là đi về Vĩnh Xuân. Còn ngược lại thì là cô chú anh chị có thể là đi về Bình Minh của Vĩnh Long hết cô chú. Trời ơi. Sáng xe cộ chạy rất là tấp nập cô chú anh chị. Đó, đây là cầu Trà Ôn. Bây giờ thì mặt trời đang ló dạng kìa cô chú anh chị. Nhìn cũng rất là đẹp nha. Đây. Chợ Trà Ôn thì là mình sẽ đi hẳn một đoạn này nữa, rồi mình sẽ đụng một cái ngã tư của chú chị, quẹo tay phải là mình sẽ đi vô khu vực chợ Trà Ôn nha. Nếu mà mình đứng từ trên đây mình nhìn cũng có thể là thấy được khu vực chợ Trà Ôn nè. Xéo xéo hướng này nè cô chú anh chị, là nhà lồng chợ Trà Ôn là sẽ nằm ở hướng đó đó. Ở đây thì còn ghe xuồng di chuyển cũng còn rất là tất bật cô chú. Đó. Rồi bây giờ thì em mời cô chú anh chị mình cùng di chuyển xuống khu vực chợ Trà Ôn để đi thăm lại chợ Trà Ôn với em nha cô chú. Đi thôi. Dạ rồi quý cô chú anh chị mình ơi, thì em mới vừa di chuyển lại ở phía trước cổng chợ thị trấn Trà Ôn quý cô chú anh chị. Thì sáng hôm nay em thấy bà con đi chợ rất là đông nha cô chú. Đây mời cô chú anh chị cùng xem quang cảnh ở phía trước cái cổng chợ dẫn chào ông cái nha. Đó. Xe cộ tấp nập luôn cô chú anh chị ơi. Ở đây thì ngay ngã tư ha, đường Phan Anh Giảng với đường Gia Long nè cô chú. Cái đường này là đường có tên là Phan Anh Giảng nè. Đó, còn đường bên đây là đường Gia Long. Đi hẳn luôn kia là vô trong nhà lồng chợ nha cô chú. Quá trời đông tấp nập xe cộ luôn á. Đây mời cô chú anh chị cùng đi tham quan một vòng chợ với em nha. Bên đây có mấy cô bán ở bên đây nè.
Ồ, đây có cô bán xôi kìa. Xôi nếp bây giờ cô? Xôi nếp. Dạ. Dạ, là cho con cái xôi màu tím đi. Xôi màu tím này chắc là xôi lá cẩm ha. Dạ. Cô đây bán xôi nếp với xôi bắp nè cô chú anh chị. Dạ, con không có chơi với số chú ơi. Bữa nay làm đi chợ đông quá trời vậy con. Năm tháng 5. Mùng 5 tháng 5 hả? Đâu Cam Bình. Ôi, tưởng năm mới này mùng 5 tháng 5 rồi chứ. Thanh Minh, đúng không? À, vậy là chợ này chợ Thanh Minh. À, con đi chợ quá trời sớm luôn cô chú. Ở đây bán bông, bán hoa với trái cây dài trước nè. Bên đây quá trời đông luôn. Như vậy cô? Dạ. Lấy tiền, lấy tiền. Đây, cho mình gửi tiền. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, mời cô chú, anh chị cùng đi tham quan dài với em nha. Đó. Đây, giờ mình sẽ đi qua lộ để qua bên đây chợ nha cô chú. Quá trời đông lúc buổi sáng luôn nè. Ồ, góc bên đây thì có bán hoa kiển nữa kìa. Số chậu hoa kiển. Ồ, có cúc đồng tiền. Rồi hoa trang. Sáng giờ bán được không chú? Dạ. Ở đây là mình bán mỗi ngày luôn không? Hay là bán theo Thanh Minh thôi chú? Bán mỗi một khác bán. Dạ. Vậy là chú bán đây mỗi ngày luôn. Dạ. Đây ai có trồng kiển thì ghé chú. Với có mấy cây mớp nữa nè. Dây mớp không chú? Mớp. Dạ. Cái này mình bán theo dây hay là theo chục chú? Dây, 2 dây, 3 dây 10 ngàn nữa đó. Dạ, 3 dây là 10 ngàn. Dạ. Cái này là chú nói mớp hương ngày xưa nè cô chú. Rồi gà nữa nè. Đó. Rồi ai có chồng gì thì ghé ủng hộ chú ở đây. Còn chúc chú mua bán đất nghe chú. Rồi. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Bên đây có khu vực giữ xe hai bánh nè cô chú chị. Bến xe ôm nữa nha. Ồ, bữa nay bà con em thấy chạy xe vô chợ cũng đông ghê luôn nha. Đây là bãi giữ xe hai bánh. Bên hông nhà hút Trung Sơn. Ôi, lâu quá trời mình mới đi chợ lại nghe cô chú anh chị. Bữa nay đi ngay ngày chợ Thanh Minh. Cho nên là chợ rất là đông, rất là sôm. Bên đây có bán gà vịt đâu nữa nè. Đó. Cặp ở bên đây có quán cà phê. Đi thẳng dài vô thì bà con đậu xe nhóc trong đó luôn. Bên đây thì có cô bán chuối nè. Chào Dê. Bán chuối nha. Đây mình bán mấy loại chuối vậy? Hai loại à. Dạ, hai loại ha. Thì chuối sim với chuối già hả? Dạ. Dạ, chuối sim với chuối già. Ba loại luôn. Đó. Đây, ai có mùi chuối thì ghé ủng hộ chị đi nha cô bác anh chị ơi. Con cảm ơn dì nhiều nha. Hình như ở bên đây có bán bánh xèo nữa nè. Dạ. Chào gì? Bánh xèo. Wow, cái quá trời to luôn kìa. Dạ. Cái này mình bán ở đây mỗi ngày không gì hay là bán Thanh Minh thôi? Mỗi ngày đi luôn ha. Dạ. Wow. Đây bên trong là cái chỗ đổ bánh xèo của gì đây nè cô chú. Ồ, cái chảo kìa. Đổ lên tới cái vành luôn. Dạ. Thường mình bán một cái đây nè có giá nhiêu gì? 25 ngàn. Dạ, 25 ngàn đồng một cái bánh xèo của chú. Đó, bánh xèo khổng lồ nha. Đây đang chiên nè. Dầu sôi ổn ổn luôn. Dạ, con ở trên đồng hồ xuống. Dạ. À. Cái đó là nhân thịt cái gì? Thịt vịt. Dạ. Nhân thịt vịt sim. Ồ, thịt vịt sim. Dạ. À, quá đặc biệt luôn nha cô chú. Bánh xèo có nhân thịt vịt sim nè.
ai có ăn bánh xèo thì ghé gì ở đây, mỗi ngày đều có nha. Con chúc gì muốn ăn đắt hay gì? Dạ rau nè, để cho mình ăn kèm với bánh xèo cô chú, rất là tươi tốt. Đi vô chợ thôi, hộp vô đây xíu là đụng nhà lồng chợ liền. Vậy ăn sáng chưa, tặng gì gói xôi nè? Rồi được, con ăn đi con. Dạ vậy con cảm ơn nhiều nha. Cái chị bán ổi với mặn kìa. Chào chị. Đây có chuyến chả nè cô chú, chả lụa, có cái nồi đang hấp luôn. À, ồ trước này bán heo quay ha. Ồ bà con đứng xếp hàng mua luôn cô chú anh chị ơi, quá trời đắt rồi. Heo quay. Bữa nay bà con đứng đợi ship hàng mua heo quay luôn nè. Bữa nay mua gì cũng hành bình hết cô? À mua cũng hành bình con ơi. Dạ. Bữa nay là heo quay bán đắt quá. Dạ, thấy bà con đứng đợi quá trời đông luôn nè. Dạ. Ôi, heo quay giòn quá ha. 260. Heo quay 260 một ký. À. Đây. Cục vậy là 147.000 nè. Đó, gặp ngay cái đường cổng chào đi vô thì có cái quầy bán heo quay rất đắt đi cô chú. Rồi vậy chặt thịt heo thấy chuyên nghiệp không? Ừ. Thôi mình đi về dài với trong cô chú. Tóc quay lên nữa rồi mấy anh ơi. Dạ. Hôm nay đâu có phải chạy trộn nữa rồi. Nổi tiếng nữa rồi. Nổi tiếng nữa rồi. Rồi tới cả nổi gì nữa. Rồi bà con đang đổ vô rất là đông cô chú. Vậy lấy cái tao nổi đi. Rồi. Quá nhộn nhịp luôn. Xe cộ cũng đang ra nồm nộp luôn nè. Đây thì có chú quán bông. Bông bữa nay cũng quá đắt luôn hả chú? Mày đưa con lên YouTube rồi mày. Đưa lên YouTube luôn. Dạ. Đó. Mày chỉ tao làm YouTube đi mày. Rồi mốt chỉ nghề luôn. Mày có số phải hả? Dạ không, có Zalo. Có Zalo Facebook được không chú? Dạ. Ôi đâu nó bông đi chú ơi. Nó sẽ quay lên Sầu Riêng nó bán mày. Ồ có lý à nghe. Sầu Riêng lúc này vô mùa cho chú. Dạ. Lúc nào tao quay ngày nào tao cũng lên clip Sầu Riêng. Dạ là mình đi cắt Sầu Riêng phải không chú? Ừ. Đặng mình đi tóc á, hot lắm á. Biết là cái tóc đâu 120 cô. Ba bó 120. Bó 40 hả chú? Ờ 40 mẹ ơi. Cục lưới nè cô chú, 40.000 bó đẹp luôn nha. Bóp sao lên YouTube được? Dạ bấm kênh của con tên là Khám Phá Vĩnh Long á. Vậy Khám Phá Vĩnh Long là thấy. Dạ rồi bấm liền luôn hả chú. Ở đây chú có hai trái sầu riêng ở dưới này của chú nè. Không gại tao đi vườn tao mua nhóc hết trơn nè, chứ mà chưa có đi cắt được. Đang lên Facebook á ha. Rồi nè. Dạ ồ đã ra hả? Dạ tao mua ống gại mấy chục tấn rồi. Sầu riêng lúc này có giá dương chú 100.000 tại vườn. Trời ơi. Có nghe nhạc được không? Dạ không, cái này chỉ quay với chụp thôi à. Dạ. Nghe nhạc là mình phải sắm cái radio á. Dạ, radio mới nghe nhạc được. Này là quán quay chụp thôi à. Ồ, có cút nhộm nữa kìa, đẹp quá không cô chú. Dạ. Cút nhộm lâu tàn lắm hả cô? Dạ. Cút nhộm như nãy cô nói 50.000 bó vậy á. 45 hả cô? Đấy rồi lên TikTok là lên khẩu. Dạ lên TikTok á.
YouTube hay là TikTok? TikTok á. TikTok thì chú phải cài cái phần mềm đó về. Xong rồi chú đúng rồi, lấy số điện thoại, đăng ký cái tài khoản. Xong mình đăng lên đó. Tháng nhiều có đóng tiền không? Không, cái đó mình xài vui chơi vui đâu đóng tiền gì đâu. Mà tao cũng không biết được đâu tải. Thì ghi lên ghi đại chứ TikTok trên mấy cái app mà xe play đó. Tải gì à? Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Ôi chợ này đông vui quá luôn á chị ơi. Được nhiêu ngàn người theo dõi mày? Hiện tại là được trăm mấy rồi chú. Trăm mấy hả? Tháng được nhiêu mày? Dạ đủ sống chú ơi. Chia sẻ vô. Đủ dạ. Sống, đủ sống sao mày đi này đi kia tiền đâu ấy. Mời ôm nhanh. Thì đó. Có hàng uống gì đâu ôm nhanh. Lò đủ tay hết trơn á chú. Rồi cảm ơn chú nhiều nha. Cái máy nó có nhiêu tiền mày? Dạ máy này thì 16 triệu chú. 16 triệu hả? Dạ. Dạ. Cái nó của gì? Cái này của Trung Quốc. Dạ. Cho mày cho máy Nhật đi. Máy Nhật cầm nặng quá chú ơi, Trung Quốc nó chế gọn hơn. Mà lên bờ rồi chứ thằng đẹp không? Dạ cũng được, tương đối ổn á. Để chú có bán bờ nữa chú. Có bờ Đắk Lắk mày ơi. Dạ. Ồ bờ Đắk Lắk rồi chú. Nè này bờ 034. Bờ 034. Rồi. 1 ký nha chú. Cái này ký 70, ký là 70. Còn này bờ sáp. Này bờ sáp. Bờ này là bờ đực nè, bờ không hạt nè. Bờ không có hạt luôn. Rồi. Dạ. Đó. Sao trên đây nó phì phì ngộ quá ha. Ờ cái đó bơ đực á. Bơ đực. Nó không có hạt. Dạ. Cái này là nó chỉ có thịt không à. Dạ. Bơ này dẻo dữ không chú? Nó ăn dính răng luôn á. Dạ. Đấy. Dạ, dẻo như là chú sáp vậy ha. Ờ. Dạ. Phải không? Ăn dính răng luôn. Cái răng mình dính dẫm luôn á. Cái răng không dính dẻo thì sao vậy? Ờ đúng rồi. Cái răng không dính lấy gì cạp được hả chú? Rồi cảm ơn chú nhiều nghe chú. Quá tấp nập quá chị ơi, ở đây có các bạn để cấm xe vào chợ nè, bạn thấy bà con cũng chạy vô ào ào à. Ôi đây mời cô chú anh chị xem quang cảnh ở phía trước nha. Thằng quý ơi cô chú anh chị ơi, quang cảnh ở phía trước chà lòng chờ cặp bên hông chợ chào ôm nè cô chú, rất là đông nha bà con đi chợ với mua bán rất là đông nha. Đi như là chợ Tết luôn. Này người ta còn gọi là chợ Tết Thanh Minh nữa đó cô chú anh chị. Đó. Đông dễ sợ chưa. Thì dài đây thì bán rau củ các loại nè. Thì có xoài, chuối rồi nè cô chú. Đó. Bên đây thì bán trầu cao. Chào bà. Sáng trúng mánh nó gì đếm tiền dữ vậy bà? Dạ. Chào cô. Đó. Bà ở đây bán chầu cao nha cô chú. Ai có ăn chầu cao thì ra đây. Dạ. Chị bán đậu bắp nè. Chào chị. Sáng giờ bán được không chị? Được, còn 4 bịch nữa hết rồi. Dạ. Bữa nay chợ đắt ha. Dạ. Đậu bắp quá trời ngon luôn. Em chúc chị bán mau hết nha. Dạ. Đây, giờ đây bà con bán hành nguyên cái hàng luôn nè cô chú. Nhìn thấy vui ghê không? À. Dạ. Vui quá xá là vui luôn. À. Hình như là đồ vườn rồi bà con ra ngồi cặp đây bán cô chú anh chị. Trái cây rồi bông hoa rau củ các loại luôn. Đang đợi mua đồ hả chị? Dạ. Kênh của em tên là Khám phá Vĩnh Long. Khám phá Vĩnh Long. Dạ. Dạ. Bữa nay mua bông đẹp quá chị. Về chắc cúng Thanh Minh hả? Dạ. Bữa nay như là bữa cuối phải không ta? Hay là mới vô ta? Nhà chị thì cúng hai ngày trắng thôi. Dạ. Chị mua thêm đó đi. Còn chị nghe nói có người ta cúng trong vòng tháng này luôn. Dạ. Trong vòng tháng 3 là nguyên cái tháng Thanh Minh. Hèn chi em thấy người ta đi bốc mộ rồi quá trời luôn. Em cảm ơn chị nhiều nha. Đây cô bán ngói sen nè cô chú. Ngói sen với gạo găm. Chào cô. Ngói sen này làm gỏi ăn ngon lắm nha. Còn chúc cô ngoan đắt nha cô. Dạ. Đây là trái cây bơm lê rồi thanh long nè.
Ồ, bông hoa đồ quá trời đẹp luôn. Này hoa cúc. Dạ. Dạ con không có chơi với số cô ruột ơi. Chơi chuyện là mình trúng á. Dạ. Thôi nãy giờ tầm giá này, cái này tao đang nghĩ mình chờ thôi. Rồi lấy con tờ đi. Đây vé số. Chiều nay mời cô chú anh chị dò chung với em nha. Đài An Giang mở ngày thứ năm 4/4/2024 luôn. Ủng hộ con tờ lấy hên luôn. Dạ. Đây cho con gửi tiền. Con chúc cô bán mau hết nha. Ồ, trước đó bà con súng lại mua bông quá trời luôn kìa. Bên đây thì bán xoài 2kg 15.000 nè cô chú. Ôi trái nhỏ nhỏ kìa. Cái này cho bán liền. Cái này là bán quýt nè, quýt đường. Dạ. Cái này là mình bán heo khúm á ha cô. Một ký á cô. Ký, nhưng chắc này là loại lớn loại nhỏ nên cô mới chia ra hàng từng khúm khúm của chú anh chị. Dạ. Mua hết là 25.000 thôi à. Dạ. Quýt đường, ai có mua quýt đường thì ghé chị ở đây. Em chúc chị mua bán đắt nha chị. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Đây, dưa leo rồi nè cô chú. Chào cô. Ồ, trái cây rồi nè. Có nhãn nữa kìa. Dạ. Nhãn em ơi. Dạ. Đây, nhãn này, nhãn Ido hả cô? Đây là nhãn gì cô? Ido. Nhãn Ido bây giờ thấy cái cơm nó dày quá trời ha. Đây, dày cơm ghê không cô chú anh chị. À, nhãn này mình bán ký nhiêu cô? 25 ngàn ký em ơi. Dạ, nhãn là 25 ngàn ký. Cam 10 ngàn. Cam này là 10 ngàn. Xài 10 ngàn. Xài 10 ngàn luôn. Dạ. Mua phụ ký đi, xách đi luôn. Dạ, giờ mua phụ ký gì vậy giờ? Phụ ký nhãn. Nhãn ha. Ừ, 25 ngàn. Rồi, vậy cần con ký nhãn đi. Ngon lành không? Ngon lành luôn. À. Nhãn y đo. Ồ gớt rồi kìa. Dạ đưa tiền bự cho cô hói đi. Đây cho con gái. Dạ. Sáng ngồi đây nắng quá hả cô? Bộ không có chơi dây dù hay sao cô? Ồ, giống như chợ nông thôn vậy ha. Không được chơi dù, nắng quá. Trải mở luôn. Con không biết nữa. 25, 400, 75 mấy gì á. Dạ. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô. Chúc cô bán mau hết nha. Dạ. Dạ. Rồi, mời cô chú đi tham quan tiếp. Đó. À, con đổ vô đi chợ tấp nập luôn. Rồi đây bán xoài với mận nè cô chú. Mận da xanh này bán 10.000 ký nè. Quay cái gì vậy trời? Dạ em quay cánh chợ bà con mua bán. Dạ hả? Dạ. Quay cho cái chợ này bán đắt lên coi. Dạ thấy bình thường đắt quá nè. Chắc quay lên là ế luôn quá. Quay lên đằng đưa vô cái chợ tròn cho nó đắt coi. Dạ. Đó. Đây là mận gì vậy cô? Mận xanh đường em. Mận xanh đường. Dạ. Mận xanh đường. Mận này chắc giống hồi xưa hay gì nè. Ờ cái giống hồi xưa. Dạ. Cái giống này giống Bình Minh mà. Giống này là ở bên Bình Minh hả con? Ở Bình Minh rồi đó, chị làm lái á, rồi cái chị chiếc nhánh ở chảnh chị về đây chị trồng. Dạ. Đó chị làm lái, chị mua vườn của ta. Dạ. Cô trồng được nhiều không? Nhà rồi. Dạ. Giờ vườn nhà rồi, hết mua rồi. Hết mua rồi, vậy là chắc trồng nhiều hả con? Được 12 công gửi. 12 công gửi, mận này không đó ha. Rồi, mận này không. Dạ. Xung quanh người ta trồng cam lắm á, có nên chị trồng mận à. Dạ. Bây giờ cam ấy rồi,
cam giờ quá nhiều rồi. Cam 3.500. Dạ. 3.500. Lùa 3.500. Dạ. Cam giờ mất giá rồi. Ừ. Dạ. Anh ai cũng trồng cam hết trơn đó, anh chị việc mọc có vườn mận lên. Dạ. Vậy là cô hay chứ bộ. Hả? Đi vậy mà coi chừng ngon hơn những người ta trồng tập trung cam nhiều à. Dạ. Hồi Tết chị bán từ mùng 1 tới mùng 9 chị bán 2 tấn mấy mận luôn á. Dạ. Chị bán nhà không ạ? Ồ. Đây coi chợ rồi của nhà bác. Đây. Chứ mình không có phân thuốc. Dạ. Có mướn bao quá trời, mướn bao. Bao trái hả cô? Ừ. Sao mình không xài cái lưới mình chụp ở trên á? Chụp nó bị si cây. Si cây hả? Không có ánh nắng nhiều. Mà ánh sương vô á. Dạ. Có mùa sương vô nó bị si cây. Dạ. Chụp gì bị si cây. Ừ. Bị si cây nó gụng á. Dạ. Chỗ này chỉ bao này chị đặt này bên có găng mấy cái. Dạ. Bọc như cái củng cho nó. À giờ mình bọc ra là. Ừ. Miếng chùm. Nguyên chùm vậy chứ nè, không có em thấy mới được cái thun nè. Nè như cái củng vậy đó. Dạ. Tự nó ép. Dạ. Ép đợi. Rồi, bọc cái răng đó cũng được. Tưởng đâu bọc cái răng nè, nhà máy sản xuất nó mới ra được. Dạ. Bọc từng trái là cực dữ à. Ừ, miếng chùm. Mình giờ chùm chỉ có 4 trái thôi, không có nhiều nhiều là vài trái nhỏ nhỏ không. Dạ. Vậy là nếu mà có nhà nhỏ mình lãi bớt. Ừ, lãi bớt. Chừa 4 trái à. Chừa 4 trái. Dạ. Hả? Nhà không mày. Ai có mua mặn mua sò thì ghé cô ở đây. Ai mà ăn đừng có sợ ngộ độc. Dạ. Em bán ra chợ là không có xịt thuốc rồi đừng lo. Giờ bao cái bịch lại trơn lấy gì xịt vô trái được. Không rồi lúc còn nhỏ có xịt chứ. Vậy hả? Xịt cho cũng trái chống bụng. À xịt chống bụng thôi ha. Dạ. Cái bụng thì lượm bọc con dữ lắm. Dạ. Chống bụng. Chống bụng, xịt chống bụng. Chứ sâu bọ là không có xịt nữa cô chú, tại vì bịch lại rồi. Thì mình bao hết rồi. Dạ. Anh chỉ tưới nước mỗi ngày. Dạ. Rồi con cảm ơn cô, chúc cô mua mai bán đắt nghe cô. Quay cho các chạy cho ông bán đắt lên. Dạ, vậy là cô ở bên Bình Minh qua ha. Không, chị giá cậu lá. À dạ, cô cũng ở đây nhưng mà xưa lấy giống ở bên Bình Minh về. Xưa lấy giống Bình Minh về. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Cái gì? Ồ bên đây có cô bán củ sắn kìa. Này bộ mình rửa cái gì mới sạch với cô. Rửa dạ. Rửa máy sẵn nè. Rửa máy. Chứ chà tay như đây mà ra. Rửa máy chứ tay sao rửa từ trái được. Dạ. Máy với người tay, người tay cực lắm cô chú anh chị ơi. Để máy vô quay cái là sạch con luôn. Củ sắn này nấu canh ăn ngọt lắm nha. Này mình bán ký được nhiêu cô? Dạ, ký là 12.000. Sắn. Ai có mua củ sắn thì ghé cô đây cô chú ơi. Con chúc cô mua bán đắt nha cô. Bên đây thì trái cây nè. Cam, nhãn, đu đủ. Bên đây thấy bà con nãy giờ mua bông đông quá trời đông luôn cô chú anh chị. Chưa hết khách nữa nè. Chào chú. Dạ chào. Dạ, cho xin quay bông cái nghe chú. Quá luôn hả chú. Dạ. Mình bán bông ở đây mỗi ngày không chú? Mỗi ngày dạ, bán với chị gia đình đó. Dạ. Bán mỗi ngày. Sống khó khăn quá rồi. Dạ. Làm cộng thêm làm gì được. Dạ. Là quyền. Đó. Chú bán này là giá chắc cũng hữu nghị cái gì rồi. Con mua đông lắm rồi chú. Dạ. Bông mà nhà làm. Ở nhà mình trồng luôn hả chú? Ở nhà ta. À. Nhà ta mua về. Dạ. Thì chú mua đi bán lại. Mua đi bán lại rồi có gì đó. Dạ. Dạ. Con này bao này chị. Bao này thì bao này thì hai bao này 30 ngàn. Ồ chú bán bông rẻ hơn bán chị. 25 đi. 25 chứ chú bán giá bông ở đây rất là hữu nghị nha. Trời ơi có tặng nữa kìa. Mua mà được tặng nữa. Mau về. Dạ. Dạ chứ phần nhớ nhà. Dạ. Hôm giờ cũng 7 8 tiếng hồi chị nhớ nhà. Dạ vậy là chú ra đây sớm lắm hả chú? Sớm lắm 3 giờ nè. Dạ. Đi xa không được, nhớ nhà lắm. Nhớ nhà. Vợ con ở nhà nhớ. Dạ. Sao không rủ heo bán luôn cho đỡ nhớ chú? Người kiếm thêm á. Kiếm thêm. Chạy chở mình dữ lắm. À. Bất kỳ lắm. Dạ. Dạ. Cái tên mình kênh gì anh? Dạ kênh của con tên là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long là tôi nhớ rồi đó. Ừ, đúng rồi. Dạ. Lại nhớ dừng quên nè. Lại viết qua luôn. Rồi con cảm ơn chú. Chúc chú nhiều sức khỏe mua bán đắt nha. Bên này thì bán trứng các loại nè cô chú. Trứng vịt lộn 32 một chục.
lộn con nhỏ thì 36. Đó. Có bán ngay vịt giống nuôi nữa dưới này nè, nó kêu chít chít dưới này nè. Mấy cây toàn với tép thì với con cá đó của ai vậy? Dịch lạc ở đây bán 20-22 rồi nè. Ồ, bây giờ đây bà con bán trứng rất là nhiều nghe cô chú. Hai cái gian hàng bán trứng kế bên luôn. Sáng nay nắng quá trời cô chú anh chị ơi. Bà con phải đội con lá đỡ nắng nè. Chào cô. Cô đây bán gạo ngon quá nè. Dạ. Cái này là bông bí hả cô? Bông bí. Bông bí này là lẩu lẩu nhúng là ngon lắm nha cô chú. Lẩu lên lá hát luôn. Dạ. Ồ, cô đây có cái đồ tưới đã quá nè. Mình lấy cái gì mình đâm nó lủng lỗ hay cô? Lấy dây chì. Dây chì đâm. Cái này làm như cái giò sen vậy ha. Dạ. Đó. Tưới về cái gạo nó tươi tốt, nó không có bị gì ấy. Còn cái này là bông bí nụ hả cô? Bông bí nụ. Dạ. Wow. Cái này ăn với xào luôn chú. Xào bò. Xào bò. Xào mực luôn nè. Thường đi đám luôn người ta đãi món này ăn ngon lắm nè. Đó là ba phát. Bông bí nụ nha. Này mình bán ký được nhiêu cô? Ký 60. Dạ, mình ký là 60 của chú. Gạo ôm nè. Rồi rau ăn sống nè. Quá trời tươi ngon luôn nha. Cái này thanh minh hả? Không, không có thanh minh đó cô chú. Cái này thanh minh là rau sống. Dạ. Rồi đậu que nè. Đậu que đặt sẵn luôn rồi cô chú anh chị. Sẵn luôn. 30.000 ký. 30.000 ký nha cô. Đây ai có ăn rau thì ghé ủng hộ cô đây nghe. Ghé ủng hộ. Dạ. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe, mua mai bán đắt nha cô. Cảm ơn. Con cảm ơn cô nha. Ôi gạo quá trời tươi ngon luôn nha. Dạ, bên này thì bán bông. Bông quá đẹp luôn. Cái bông tím tím này gọi bông gì cô? Bông là bông cúc cưng. Bông cúc luôn hả cô? Dạ. Cúc tím ha. Cúc tím. Dạ. Ồ đẹp nè cô chú. Dạ. Mở lên thì có rồi. Con này là cúc vàng. Mở lên đó. Dạ. Mà lâu quá sao quá liền vậy? Dạ tại con là không kịp. Dạ. Dạ. Đâu phải mình live stream đâu, mình về mình còn phải giống như là dạ làm nhẹ nhẹ lại cái phần đầu clip nữa đó cô. Cho nó hấp dẫn nội dung mình lên. Dạ. Cho nó hay lên. Người ta mới vô coi, người ta mới yêu thích. Phải vậy chứ mà xưa xưa đâu đẹp. Dạ. Bỏ được. Cái nào được thì ta mới để cho, còn cách sống thì ai bỏ rồi. Dạ. Giống như mình đi đá mình phải trang điểm vậy đó. Cái nào đẹp mới để. Dạ. Xấu là phải làm lại liền. Dạ. Wow, quá đẹp nghe cô chú anh chị. Dạ. Này là mình bán suốt luôn hả cô? Hay là bán mùa thanh minh? Vậy đó, cho nó ngày ngày nè. Vậy chị có bán gì đó cưng? Dạ. Một cây vậy có giá nhiêu cô? 15.000. Dạ. Cây nào nhỏ thì 10.000. Dạ. Vậy là trung bình một cây lớn là 15, một cây nhỏ là 10 nha cô chú. Ừ, đâu cái cây vừa vừa thì hai cây 15 vậy đó cưng. Dạ. Bông nở đẹp ghê không? Ai có mua bông thì ghé cô rẻ ở đây. Em cảm ơn nhiều nghe. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Đây là chuối sáp nè cô chú. Chuối sáp chưa nấu à. Chưa nấu. Dạ. Mà chuối có gầy là ngon lắm nè phải không cô? Gầy là ngon, chuối có gầy là ngon á. Chuối gầy chứ ngon chú vậy. Chú để chú nhật rồi chú sợ chú để tủ lạnh đó chú. Vô bọc bỏ tủ lạnh đó. Sáp. Để ngoài là cái nó mù. Cải non nghèo luôn. Cải xanh, cái này cải tỉa. Dạ. Đây là cải tỉa. Cải sống. Ngon lắm. Có hay không này chú mua để tủ lạnh nó không chứ. Cô đây có nha đam mà cắt sẵn đầu đít nữa nè. Ai có ăn gì thì ghé cô ở đây. Còn chúc cô ngoan đắt nghe cô.
Mình cảm ơn cô nhiều nha. Ôi dài trước này bán bông quá trời luôn cô chú ơi. À, bông ở đây bà con chất lên đóng đóng nhìn đẹp ghê luôn nha. À, ở đây thì có hoa cúc vàng, rồi hoa giang thọ, hoa cúc tím nè cô chú. Ba loại hoa chủ đạo bán ở đây nha. Này cái chân vô cái bình bông mà nhỏ nhỏ là đẹp lắm luôn. Giá bình dân mà lại đẹp. Ôi trước nó đông quá trời đông luôn kìa. Hình như là ngay cái ngã ba, cái đường quẹo ra ngoài đường Gia Long. Gào cũ kìa. Ồ có bán gì sáp cái này cô chú. Trời chị. Dạ rồi lấy em ba trái dừa sáp này nha. Chúc chị mua bán đắt nha chị. Ồ chuối già chín nứt luôn rồi kìa. Chín mốc luôn. Cẩn thận túi tiền. Bữa nay chợ đông mấy anh bên quản lý chợ nhắc nhở. Đó. Cẩn thận củi lửa. Đây bán bánh nè cô chú, bánh tét kìa. Chào cô. Nghe nói là để ngồi quay lại mất tiêu cái bóp khóc luôn à. Dạ. Dạ cái này là cái máy quay. Dạ quay phim. Dạ. Đây chào người đẹp nha. Hello. Dạ chào chị. Dạ. Máy quay mini cô ơi. Máy chút xíu. Vậy nó gọn. Chúc mấy cô ở đây nhiều sức khỏe nha. Ôi, bánh người cô chú. Đây thì bánh xôi nè. Chào gì. Bên đó thì bán khô với rau. Ừ. Bên đó thì heo quay. Thành quản lý chợ thì nói chuyện nghe im quá rồi cô chú ơi. Chê vô chợ là sai rồi mà còn tự cãi nữa. Trời ơi già ở đây đông quá trời đông luôn. Rồi mấy cô mấy chú mình đi chợ nè mua đồ nè, nhớ đứng giữ khoảng cách an toàn nè, đừng có đứng gần quá chen chen vô đó cái nó thò tay vô túi nó lấy là không còn một đồng để mua đồ luôn đó nha. Cẩn thận củi lửa. Heo quay. Quá đông chợ này quá đông. Phát cảnh báo luôn. Vậy mình đỡ ấy hơn cô chú. Dạ kênh của em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Chào cô. Cơm nè, con ký đóng cơm đi. Dạ. Rồi lấy con ký đóng cơm nghe. Rồi. Đóng cơm bữa nay ký có giá nhiêu cô? Cơm ký hả? 100 ngàn. 100 ngàn. Cơm 80 ngàn nó đàng hoàng mà. Đó nó mấy người. Trời ơi. 80 ngàn ha, tưởng đâu 100 là có giá lắm á nghe. Bao nhiêu? Dạ. Nói nào cưng. Dạ. Nè con rồi nói chuyện đàng hoàng. Bánh hỏi. Ba nấm gom 80 ngàn, bánh hỏi 45 ngàn. Dạ, nấm gom là 80, bánh hỏi là 45. Ở cái này 40. Ừ. Hồng nữa 10 ngàn không? Đậu hũ nữa nè cô chú. Đậu 10 ngàn coi. Chai ghé đây. Cơm đậu hũ rồi giờ mình kho kho tương ăn chay ngon lắm nha. Quá trời đông luôn. Chúc hai cô nhiều sức khỏe mua bán đắt nha. Ồ dài dài đây bán heo quay quá trời luôn cô chú ơi. Đó. Bữa nay bà con đi mua heo quay thấy chỗ nào cũng có khách hết trơn nha. Rồi xòi kìa. Các chu là 40 kg nè, còn các bà lọc là 60 nè. Phải không cô? Dạ. Lửa đi cơ
quá trời đẹp luôn nha cô chú ơi. Đây các quà lọc nè, các chu nè, ai có mua thì ghé cô ở đây. Còn chúc cô ngoan đắt nghe cô. Dạ. Đi hẳn này là mình đi xuống khu vực chợ cá rồi dưới nè cô chú anh chị. Ờ, bên này heo quay nữa kìa. Cũng có chú đang đứng mua nữa kìa. Rồi bên đó một chiếc xe heo quay nữa. Hai ba người đang đứng. Này là bản đồ để cúng ông bà đã phất rồi nè cô chú anh chị. Mấy áo đồ nè, áo bằng giấy nè. Rồi nón. Giày dép đó, đồng hồ luôn. Tiền vàng bạc. Tiền bạc luôn không? Bỏ đi giá. Bỏ đi giá. Bình nè, giá nha. Cô chú đi tham quan tiếp. Ôi quá trời đông luôn. Xem lại phía sau lưng cái nha. À trước mặt á, sau lưng gì cũng quá trời đông luôn cô chú. Đó. À, còn ở nay đi chợ thấy quá trời sôm nha. Như chợ Tết vậy đó. Lâu dữ lắm mà mới thấy chợ đông lại như vậy à. Bên này thì có mấy cái đường hẻm mình quẹo vô trong phía nhà lòng chợ ở trong nè. Đó. Ở đây có bán bông thiên lý nè cô chú. Bông thiên lý là xào ăn cũng rất là ngọt nha. Bánh hỏi, bánh bò. Bánh hỏi gì nữa không? Bánh hỏi bánh bò thấy bà con bán cũng nhiều ghê luôn nha. Mua về ăn chung với heo quay. Bán đồ cúng kìa. Có mấy cái nhà giấy một chút đốt đi cho người đã khuất ở dưới á. Bên này thì rau củ bà con bán ở trên sạp nè cô chú anh chị. Đó. Dưa leo, khổ qua, cà chua, rau củ các loại luôn. Đây cũng có chú bán heo quay nữa kìa. Hồi nãy giờ đi cái chợ chợ ôm này là thấy cả chục cô bác anh chị bán heo quay rồi đó nha. Nhiều ghê luôn á. Bên đây thì bán rau củ ở trên sạp. Ở trong đây thì được phép che dù. Rau củ rồi nè. Chợ này quá trời sung luôn. Bán đồ rất là nhiều ha. Trên đây có cái đường đi vô trong nhà lòng chợ nữa nè cô chú. Nãy giờ thì dài cặp ở bên mé tay phải mình có rất là nhiều đường để đi vô trong nhà lòng chợ trong nha. Đây có sạp cái cây nè. Ồ heo quay dưới này cũng đắt quá trời luôn kìa. Đó, kế bên chị bán bông với cải là có xe heo quay đi cô chú. Còn đang đứng mua lựa quá trời. Bữa nay chợ chợ ôm ngập tràn heo quay rồi. Có một sạp hết rồi kìa. Dạ bên hỏi bún bữa nay bán im không cô? Dạ bán. Dạ bún bữa nay mình bán có giá 1 ký nhiêu cô? Giá bình thường thôi mà, ký thì 35 ngàn. Bánh hỏi. Dạ bánh hỏi cô bán ở đây rẻ nè, có chỗ bán 40 nữa. Đây bán giá bình dân, bán giá bình dân gì đó em. Dạ là màu trắng màu xanh gì cũng vậy hả cô? Màu xanh thì nó hơi mắc hơn tí.
ký, màu xanh thì 40 ngàn. Dạ, màu xanh thì 40, còn màu trắng thì 35 ngàn. 35 ngàn rồi. À, có lá dứa. Thằng này không có lá dứa thì 35. Đó. Ai có ăn bánh hỏi 40 ghé cô ở đây. Rồi, con chúc cô may mắn nha cô. Rồi, cảm ơn em cô em. Dạ, cảm ơn cô. Theo quay nè cô chú coi nè, bà con đứng đợi ship hàng mua kìa. Quá trời đắt luôn. Chiếu này có con sạp mà hết trơn rồi nè. Đối diện thì cũng còn mấy cục nữa hết rồi. Đó. Ở đây có cô bán bún bánh hỏi được nữa nè. Chào chú. Cái tiếng cụp cụp đó là tiếng bà con chặt heo quay đó cô chú. Đó. Ồ, trước đó nguyên xe nữa. Đây kế bên có đường hẻm ra ha. Xe bên đây không quay được đâu. Tại vì có nguyên cái đầu con heo nữa cô chú ơi. Bánh bao nè. Rồi thì nãy giờ thì tới gần cuối chợ rồi cô chú. Ở dưới đây thì còn bà con đi lai gai chứ không có đông bằng cạnh ở trên. Dưới này là khu chợ cá bên mấy bên phải mình nha. Bẹo đó là đi vô thì khu chợ cá đó. Rồi, thì bà con mua đồ về cúng anh Minh nè, quần áo đó, nghe đồ cúng nè. Bữa nay thấy bà con bán mấy cái đồ cúng anh Minh là bán rất là chạy nha. Thế em bị hẳn cái này xíu nữa mình mọc lên bên đây cô chú anh chị. Cô này bên đây bán trái cây. Ồ, cô quýt ốc nó hay gì nè. Ôi xòi kìa, đẹp đẹp không. Trái tím tím vàng vàng xanh xanh. Hả? Có đâu nổi nè. Ngoài bán bắp ở đây luôn. Ở phía sau này người ta đang làm bờ kè nha cô chú anh chị. Chưa xong. Bữa lên xong chắc rộng lắm mà nha. Ở này có cái đường này đi dài dài ra ngoài đường Gia Long luôn. Đó, đi hẳn ra tới ngoài đường lớn ngoài là đường Gia Long. Còn đây là bờ kè đang làm giấy tỏ rồi kìa. Xuồng đi tấp nập luôn. À, mọc vô. Cho cô bán xoài. Chào bà. Đây có bà bán bánh tét nữa nè. Dạ. Đây bánh tét ở đây mình thấy bà. Bà gói đồ bự ghê nè, như bánh tét cà cua nghe cô chú. Thường mình bán đòn vậy là có giá như bà 35 ngàn. Dạ 35 hả bà. Dạ cũng bình dân ha. Đây, ai có ăn bánh tét thì ghé bà ở đây nghe cô chú. Rồi con chúc bà mua bán đắt nghe bà. Dạ, cảm ơn nha. Dạ con cảm ơn bà nhiều. Dạ giá cho bà chúng độc đắc nghe bà. Chúc mua giấy số đi bà ơi. Dòi của chú anh chị. Rồi hùng dòi giờ người ta làm cái dòi dài ghê luôn. Hướng này đi nó ngược nắng đó. Cho nên ánh sáng nó chói quá trời luôn. Dạ. Dạ. Ngoài này vắng hơn ở trong hả bà? Dạ. Bà có chia sẻ ngoài này vắng hơn. Dạ con mới ra ngoài đó một vòng rồi, để con đi vô trong đây. Dạ 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 con cảm ơn bà nhiều. Có gì chút con cảnh con ra ngoài mới xong con quay. Dạ. Ồ trái cây ở đây ngon quá ha cô chú. U mô Phật nè, trái cây đẹp ghê không.
mấy trái sò thì cũng đẹp ghê luôn nè, trồng do như trái bơm với lê vậy đó, trái màu sắc đủ màu đẹp ghê luôn. Đi tham quan một vòng chợ cá nghe cô chú ơi, đây rau củ nè. Ồ, quá trời tươi ngon luôn. Bên đây thì bán quá trời nhà lầu xe hơi rồi luôn nè cô chú. Ở trên đây nè, để mình đốt cho mấy người đã mất nha. Bán được luôn. Dạ không có. Con quay cảnh bà con mua bán. Dạ. Con bên YouTube Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Dạ con cảm ơn cô nhiều nha. Con mùa Covid á, ta theo dõi hai chồng mày. Dạ. Nghe tin tức ha. Xe đi. Dạ. Nghe tin tức. Nghe tin tức Covid á. Dạ. Cô rồi tụi kia bà Tám đó đây. Bà Tám ha. Dạ rồi. Khám Phá Vĩnh Long nó có ông vợ, nó chuyện trong chéo luôn. Dạ. Ba ông hai bà. Rồi. Chứ đồ quái mã đồ. Dạ không cưng. Một người trẻ rồi không gì già. Không có nha. Một trẻ ha. Dạ. Một trẻ, hai già. Rồi. Ba bộ. Ông. Hai bà. Bà. Dạ. Để cái áo dài ha. Cô đây bán à, có giống như là vàng mã mà tùy theo lứa tuổi nữa nghe. Mất rồi lúc trẻ hay là mình tư vấn cho người ta cây cũng ok. Dạ. Rồi lấy con đầy đủ rồi vậy hãy mã. Rồi con ơi cái này 35.000, hai cái này nữa là 5.000. Là 55. Ba cái là 60, 70. Con cây không con? Dạ. Gió. Rồi. Đây, cái này cô ở đây là chuyên bán vàng mã luôn nha cô chú. Gió quá đó cô quấn lấy cái tờ vàng bạc này nè. Có cộng với thun chẳng nào quấn nó lại. Dư một phút kìa nè cho nó bắt cái giấy cái vàng bạc rồi nó cháy. Nó chảy xuống rồi nó sẽ cháy bùng bùng như ngọn lửa luôn. Rồi. Nha. Rồi. 50, 60, 70, 85 ngàn. Quay mấy lần mạng lắm má ơi. Quay mấy lần mạng lắm nha má. Má biết rồi con. Dạ. Rồi lấy con trăm chẵn thôi, có 85 mà với 12 là trăm chẵn. Đây ăn da không được thì thôi. Dạ con. Dạ. Rồi cảm ơn con. Con trai xài gì vậy? Dạ. Con chúc cô ngoan lắm nha con. Dạ. Rồi bán cá nè cô chú. Ồ cá bữa nay bán mà con bán thấy còn ít kìa. Bữa nay bán được không hả cô? Đấy bán con ơi. Dạ. Thấy còn cũng ít nè. Có người nó bán được đâu con ơi. Dạ. Bữa nay người ta đi mua heo quay ăn hết trơn hết cô. Ờ, bữa nay người bán heo quay trơn. Hay quá trời người bán heo quay luôn mà ai cũng bán đắt. Dạ. Heo quay bánh bò. Cái này cô mấy cô bán cá xong luôn nè cô chú. Cô đang bằng sẵn ra cho khách lại mua với lại nè. Cá phèn chỉ. Đây cá phèn chỉ á cô. Ừ, cá phèn chỉ. Đây là cá phèn chỉ nha cô chú anh chị. À. Cá cào, cá sông. Dạ, cào ở sông phía sau luôn hả cô? Ừ. Dạ. À. Cá này mình bằng ra rồi bán nhiêu trăm gram cô? 300 gram 20 ngàn. Dạ, 300 gram là 20 ngàn. Đó. Có mua cá phèn cào chờ dưới sông thì ghé cô ở đây. Bữa nay cái anh kia nghỉ hả cô? Nghỉ. Anh nghỉ luôn hả hay là bữa nay thanh minh nó nghỉ. À bữa nay thanh minh nghỉ nha. Có anh đó anh cũng vui. Dạ. Rồi con chúc mấy cô ở đây nhiều sức khỏe không ăn đắt nha. Dạ con cảm ơn mấy cô. Dạ. Gái đẹp hả chú? Dạ. À, người đẹp đang ngồi uống cà phê sáng ha. Dạ. Đi chạy xong rồi hả chị? Dạ. Ở đây có quán cà phê thấy lý tưởng quá nè. Đó. Bàn bằng mấy cái gỗ của cô chú. Đó, làm thành cái bàn. Dạ, chào chú. Chú cũng đang đợi hả chú? Đang chạy xe không? Dạ, chạy xe. Dạ. Chú chạy được không chú? Dạ. Mùa này cũng không ngon ha.
Lai Gai à? Lai Gai. Dạ. Anh Minh. Rồi con chúc chú chạy đá cuốc nha chú. Rồi cảm ơn. Con cảm ơn chú nhiều. Vô đây mua nước uống luôn nè. Dạ chú. Có bán đem đi không chú? Dạ. À, để coi nè. Cho con gì uống đem đi rồi ta? Trà đường đi. Dạ. Trà đường đi chú. Tính uống mấy nước chai mà sao bữa hổm con mua nhầm cái chỗ kia. Người ta bán chai nước của con. Uống nó lỡ kỳ quá. Đúng rồi. Bữa hổm mua trúng cái chai Dr. Thành. Nó mở ra sao mà nó lợn cẩn trong á. Dạ. Quá hạn rồi quá. Ở đây mình bán cả ngày không chú? Bán 1 giờ kia bán rồi. 1 giờ ra bán rồi. Bán cho mấy vụ cá. Dạ. Ví dụ cá nó về đến thịnh dân với là nó chạy về mình đi ra trong bộ đội nó bán lại á. Dạ. Ồ vậy là đây chợ mình 1 giờ hoạt động rồi ha. Rồi bán tới chiều luôn không chú, hay là tới trưa 4 giờ ha. Chợ mình là buổi chiều đâu có bán không chú? Chị 4 giờ tan chợ. Dạ, 4 giờ tan chợ. Nữa làm bờ kè xong là cái quán chú ngon luôn. Dạ. Chỗ này là mình mua hay là mình thuê chú? À dạ. Dạ. Ở đây 23 năm, 24 năm rồi. Dạ. Vậy là ở đây chợ cũng có lâu đời lắm rồi ha chú. Dạ. Chú bán đây 23, 24 năm rồi đó cô chú anh chị. Trời, có con nhiêu vậy chú? 7.000. Dạ, chú con gái. Chú bán cũng bình dân của chú. 7.000 ly nước. Dạ, con cảm ơn chú. Chúc chú ngày càng đắt khách nghe chú. Dạ. Rồi, mời cô chú đi hôm qua tiếp tục với em. À, uống cái gì đi cô chú ơi. Sáng giờ hơi sốt ruột xíu. Trà đường ngon quá. Thơm. Phía xa chợ này thì em thấy bà con đi Lai Gai thôi. Không đông bằng ở khu vực Bình Hồng phía trước. Con đi nghe chú. Dạ. Ây da. Bên đây có bán tôm càng của chú anh chị. Ôi, tôm càng cái càng bự hết hồn. Dạ, con quay mấy con tôm. Đây tôm xong hết con. Con hoài ở trên kênh đó nè. Dạ. Đây quay cô lên mốt lên kênh con coi gặp con nha. Cô đang mua tôm hả? À. Dạ. Để cô ở bệnh á. Cô bên nước ngoài hả? Ừ. Dạ. Về đây lâu chưa cô? Cô về 2 tuần rồi. Dạ. Ừ. Rồi ở nhà không nghĩ đâu đi du lịch rồi hả cô? À, cô về có công việc với Thanh Minh á. Dạ. Thứ 6 à? Rồi, cái này 2 kg. Rồi con ngon nó có. Tôm xong nó càng nó dài hơn tôm nuôi đúng không con? Đó, càng nó dài ghê luôn cô chú. Bữa nay mới thấy chủ kênh. Dạ. Thường đi với vợ mà. Dạ, thường đi với bà xã con. Mà con đi quay chợ thì con ra chợ có mình thôi à. Ừ. Dạ. Đi ra chợ không dám cho vợ theo không? Dạ. Sợ người ta bắt cóc không? Tôm xong đó mình bán ký nhiêu vậy cô? 300 ký. Yeah, đúng là tôm xong rồi nè. Thấy người ta khi giao tôm xong mà bán con 100 ký à. Cái máy là tôm nuôi. Dạ. Đúng, tôm xong luôn chú. Chúc kênh ngày càng phát triển ha. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ.
Dạ con là YouTube khám phá Vĩnh Long. Mà chắc ngày mai ngày mốt mới thấy cô Út lên sóng nha. Có không là cái gì? Dạ. Dạ YouTube thôi à cô ơi. Vĩnh Long ạ. Dạ khám phá Vĩnh Long. Khám phá Vĩnh Long. Dạ. Dạ. Cô Thủy đang ngồi lên chuyện cá nè ha. Dạ. Cô Thủy đang ngồi bằng cá. Cô Thủy đang ngồi bằng cá đây nha cô chú. À. Ai có ăn cá tôm mực thì ghé cô Thủy. Điều lên hoặc ta câu ta vô ta lướt tụi ta mới thấy. Dạ. Cô Thủy ở chợ Trà Ôn. Qua hậu ở Trà Ôn á. Dạ. Còn cái kia là ánh sao. Ánh sao. Cái con đang mặc cá lóc đó. Cô mặc cá lóc bên đây là ca sĩ ánh sao. Dạ. Thì quay gần gần mắt chút coi. Dạ. Sao bạn cô chú quay gần gần đi. 70 rồi hả bà? Mười dạ 70 mười còn quá trẻ luôn nha. Dạ không? Đó nhìn thì quá đẹp luôn. Dạ. Ca sĩ ánh sao. Ca sĩ ánh mi là Mỹ Anh. Ca sĩ ánh mi là Mỹ Anh. Ồ quá hay. Cái này là nói lái nha. Dạ. Hả? Hay quá à. Hay quá hả cô? Trời ơi trời. Vậy là xưa yêu sớm dữ lắm nè. Dạ. 12 tuổi à. Dạ, yêu sớm quá. Ba mươi mấy tuổi mà sáu đứa cháu ngoại rồi. Dạ. Quá trời yêu sớm luôn rồi. Dạ hỏi tắt rồi luôn. Cô có bán gì không hay là đi chợ? Mình đừng quay tao ra, mình quay nhỏ thì là mày nói mày quay chị bán chai tắt mà chị có tâm chị quay bóp rồi quay nó luôn nha. Dạ. Găng nữa. Không đó. Có găng. Có ai tài trợ làm găng không? Đó, để quay lên coi có ai tài trợ không nghe. Phải mấy chồng cho tài trợ găng là phải cho cái em len rồi được nha. Cắm em len rồi ha. Đó, mấy chục triệu một cái á. Dạ. Đẹp ha, chị đẹp. Đẹp. 200 ngàn cái được. Dạ. Rồi. Chị bán 200 ngàn à, không có im len, cái đó là chồng găng nha. Mà tao lấy em len cho mày là 4 cái. Găng mũ. Dạ, đúng rồi, em len là giá tiền cao lắm. Chị ba chị mang ghế. Chị bán cho. Bán hết con dành con ổi đó ha. Dạ. Ăn cái nào cứ ra lấy. Đó, ăn cái nào cứ lấy nghe bà con. Bà con tự nhiên. Dạ. Cây nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn. Rồi, con chúc con nhiều sức khỏe qua quá đất nha. Dạ. Ở đây cứ sao chợ với cô cũng rất là vui vẻ hân thiện nha cô chú. Ồ bên đây mà có bán tôm cá rồi chạy oxy nữa nè. Ồ, cá đi vào rồi cá tài tượng luôn kìa. Cô đạt sàn nước vô bên đây. Chào cô. Đây mình đi dài dài trong nhà lồng chợ đây. Khu vực này bà con cũng còn bán cá tá ép luôn nè. Quá. Bên đây có khô. Ồ, các loại khô luôn. Thế mày tép gì ngon quá vậy cô? Tép gạo. Tép gạo của chú. Vậy cho nó gọn thôi. Bà cô ơi. Tép gạo. Cô ở đây có bán tôm sông luôn đó hay gì nè? Có tôm sông đó. Dạ. Tôm sông rồi cá sủ. Tôm sông, cá sủ, bông lao, cá ngát. Bông lao, cá ngát. Cá cá hay ăn bông lao hay cá ngát nè ai? Đây, ai có ăn bông lao cá ngát thì ghé cô. Con chúc cô nhiều sức khỏe, ngoài bán đắt nha. Cảm ơn cô. Rồi, mình đi về dài lên. Ồ, đây có chị bán cá biển các loại kìa. Cá này nhìn tươi ngon quá ha. Sáng gì bán được không chị? Dạ rồi chị cười lên nhìn đẹp gái quá trời luôn nè. Dạ quá trời xinh luôn.
Đây cô chú anh chị nào có ăn cá biển thì ghé ủng hộ chị đây nha. Đó. Cá thì về muối và chiên ngon lắm luôn nè. Cá đồ đó ăn ngon. Dạ. Cái này nè, nó không có nám. Dạ, như dễ ăn lắm đúng không bà? Dạ. Này cái mình nấu thêm bó bông cải là cải ngọt đó cô chú, làm canh húp ăn ngon lắm. Đây có cá mó nha chị. Còn cá mó nữa. Thôi tao rửa tay quá trời. Dạ. Rửa tay đi bà. Dạ con cá gì vậy? Cá tươi nha. Cá đang mặn đó là ăn ký nhiêu chị? Dạ 75 ngàn à. Dạ. Cá đang mặn thì chị bán 75 ngàn. Cá hường. Dạ. Có người kêu cá đỏng nữa đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Ở đây chị bán giá bình dân, giá cả hợp lý. Ai có mua cá biển các loại thì ghé chị, nhiều loại lắm nha. Em chúc chị mua mai bán đắt nha chị. Em cảm ơn chị nhiều. Ồ ở đây như có một Tiểu Hương đã nghỉ vào ngày thanh minh nè. Để cái mâm mới nước ngóc hết trơn luôn. Ồ bên trong đó có bán cơm mực đồ dài bên trong á cô chú. Nhưng mà phía trong này thì chợ hơi vắng rồi đi. Rồi sạp thịt heo đồ nữa kìa. Dạ. Xà lan, xà lan. Cờ bán cá biển nữa nè. Cá đó là 55 ngàn hết cô. Chị mua 30 mấy ngàn, chị đợi xe nó xuống đi, rồi có 3 mấy ngàn mới có. Xe á, xe nó xuống. Đúng rồi. Cá biển giờ cũng nói chung có giá lắm chú ơi, không phải như xưa đâu. Đây có nguyên con cá bóp luôn, bự ghê luôn nè. Rồi. Con này là bự cỡ bắp đùi của người trưởng thành đó cô chú anh chị. Rồi đó đó. Bèo. Rồi, cô đã bán cũng gần hết rồi nè. Còn hai con nữa hết hả cô? Dạ, hai con cá lóc nữa là hết. Rồi con chúc cô bán nhanh lẹ hết luôn nha cô. Ở đây bắt đầu thấy chợ đông đúc trở lại nha cô chú. Tôm chạy oxy. Tép bự quá. Ồ cua đồng. Thì cua đồng hay cua nuôi chị? Dạ. Cua đồng nha. Dạ. Cua đồng. Dạ. Hồi sáng con mua rồi cô ơi. Dạ. Con không có chơi, cô không cả giùm con nghe. Này ớt. Dạ con không có chơi. Con tặng cô bịch trái cây ăn lấy hảo con nha. Nè, đi cầm đi. Hả? Cầm đi. Dạ. Cầm đi ăn lấy hảo con đi. Nha. Dạ. Cô bán có đi xa không? Cô bán có đi xa không? Đi xa thì ở khu nhà bên đây nè. Được chưa? Để chút bán cô bán vòng vòng ra đây, con coi chỗ nào bán gạo con mua gửi tặng gạo cho con nha. Dạ. Dạ. Bỏ đi chồng bỏ đi nhà nó nội mẹ. Vậy hả cô? Dạ. Ở đâu cô? Ở đâu? Cầu Kè Trà Vinh. Dạ. Ở đó là nghèo không biết. Dạ. Để cô bán vòng vòng đi, rồi hồi có gì con kiếm chỗ nào bán gạo được cái con mua gạo con gửi tặng cô phần gạo nha. Dạ. Gạo bệnh có. Ở đâu cô? Dạ. Ở bên đó gạo người ta bán nhiều không cô? Vừa gạo lớn không? Vậy hả? Dạ. Nghèo. Má nghèo. Dạ. Ở
hả? Cho gì lấy tiền thôi chứ không lấy gạo hả? Dạ dạ rồi. Vậy con thay mặt cho chú Tâm Hiện gửi tặng cho dì phần lì xì đi. Nếu mà dì không mua gạo thì dì mua gì dì mua ha. Dạ con nhiều lắm, nghèo quá trời, con quá khổ luôn. Nè, đây tặng cái gì nghe. Cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn con nhiều lắm nha. Ở chị dạ. Vinh ai con thiết thở ở chị Vinh là nghèo nhất á. Dạ. Con biết cả xứ chị Vinh á. Chị Vinh khó khăn lắm ha gì? Khó khăn đó. Gia đình á. Dạ, cái này cho mấy người lớn tuổi không à. Dạ, chị thông cảm giùm nha. Cảm ơn con nha. Dạ. Hả? Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Hả? Tưởng heo. Dạ. Dạ. Ngày chị bán được nhiêu tờ vậy? Hả? Mười vé hả? Mất tiền hoài hả? Năm phút ba tờ nó có hai tờ mất khóc hoài phải không? Năm tờ nó có hai tờ bỏ củ liền. Dạ. Mình bán ít vậy mà cũng còn bị mất nữa ha. Dạ. À, để em tặng cho chị đây phần lì xì cho dí vui luôn. Dạ. Đây em hai mặt chú Tâm Hiện tặng cho chị phần lì xì nha. Dạ dạ. Dạ. Rồi thôi. Chúc cô nhiều sức khỏe với chị nhiều sức khỏe nha. Dạ. Tôm này của chú. Ồ, trước này hai bên bán gà với vịt mần sẵn rồi, quá trời nhiều luôn. Rồi, quay ở dưới đất nha. Mấy cái hình ảnh này đưa lên YouTube không có được nha cô chú. Ở đây phải nói là cá sông còn rất là nhiều kìa. Đó, tép. Tôm sông nữa kìa. Cá cơm 15.000. Anh có 200 mỏ thì Trung ơi. Dạ. Có mua để tôi xuống trong tôi kéo cho ra. Rau củ ở phía trong nhà lòng chợ mé này cũng có bán rất là nhiều nè cô chú. Bắp cải tiêm nè. Cải dúng nè. Ồ, giờ đây chợ đông quá kìa. Ồ, dưa hấu. Đây có cô bán dưa hấu vàng với dưa hấu đỏ nữa nè. Quá đẹp luôn. Ngon ghê không cô chú? Chín đỏ ao à. Dạ. Đây quay người bán dưa luôn. Quá đẹp luôn. Dạ. Dưa đẹp mà người bán xấu quá kìa. Dưa này mình bán ký nhiêu vậy cô? Ký 10.000. Dạ, ký là 10.000. Thôi quay giỏ nước mát luôn. Dạ. Đây. Quay công cụ luôn. Công cụ luôn. Dạ. Quay tất cả mọi thứ luôn. Chúc mấy cô mấy dì mua mai bán đắt nghe. Dạ. Đây mình đi ra đây tham quan vòng nha cô chú ơi. Cái đường này bây giờ em thấy xa xa bà con đi nghẹt đường luôn rồi kìa. Ồ, trên đây nhà lòng chợ thì cũng rộng quá ha. Bà con bán rau củ rất là nhiều trong đây nha. Dạ, lên YouTube. Dạ. Dạ con không có chơi ngoại ơi. Dạ. Dạ con bên kênh YouTube Khám Phá Vĩnh Long cô. Dạ. Dạ. Lúc này tình hình bán em không cô? Bán thì cũng đỡ thôi chứ sao nên
Dạ, thôi mấy năm trước thì không bàn. Dạ. Rồi lâu lâu bữa nay được ngày chợ Thanh Minh ha, thấy đông quá trời nè. Dạ. Dạ. Ngày ngoại bán được như tờ không ngoại? 150. 150 tờ. Dạ. Ngoại năm nay mấy mươi rồi ngoại? 81. 81 rồi ha. Dạ. Nhà ngoại gần đây không? Ở quan xã. Dạ, vậy là đi phà quá đi hả? Phà quan mà ra đâu có ăn tiền. Ta không ăn tiền mình luôn. Dạ. Con không có chơi mà con tặng cho ngoại phần lì xì nha. Ở đây á thì là có chú Tâm Hiện gửi tặng cho ngoại 200.000 để ngoại mua gạo ăn nè. Dạ. Chúc ngoại nhiều sức khỏe nha ngoại. Dạ. Dạ. Chúc cô ngoan đắt nha cô. Dạ. Dạ đúng rồi cô, khám phá Vĩnh Long. Dạ. Kênh YouTube của con. Giờ mình đi ra tham quan cái con đường hẻm này nghe cô chú. Đó, dạ trước bên đây thì bà con bán hai bên nè. Dạ, bông hoa nè. Cái đường này là sáng mình đi vô nè cô chú anh chị. Dạ. Bông quá trời nhiều luôn. Mua bông gì cũng hành minh hả cô? Dạ. Chào cô. Bữa nay bán bông đẹp quá trời luôn. Trồng hay quá ha, canh tới anh Minh cái nở lên bự ghê luôn nè. Bớt luôn. Cô quá tốt. Mình chúc cô may đắt nha cô. Dạ. Dạ. Bông hoa. Bên đây thì bà con xúm nhau như mua cái gì quá trời kìa. Ồ, xoài với nhãn nè. Cái này là nhãn bò, da bò của chú gì, nhãn ngày xưa nè. 6 cân nóng đổ, cũng bỏ vô là chị hai. Bán tôm khô, bán tôm khô với mực tôm kìa. 2.000, với 70 thôi. Dạ, cái đường này cũng hơi bớt bớt rồi đó. Chứ hồi sáng là chen chân không lọt nha cô chú. Tôm đất. Tôm đất là tôm sông đó cô. Thì cô bán tôm đất với khô các loại nha cô chú. Có khô cá sặc nữa nè. Rồi khô mực luôn nè. Con chúc cô bán đắt nha cô. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Đó. Rồi mùa này có bán măng rồi nè cô chú. Một số một măng đó bày bán ngoài chợ rồi nè. Đậu kìa. Chào cô. Thầy của hoa. Trời ơi, quay mình cái coi đưa mình lên đó cho đẹp đó. Đây, chào người đẹp. Kênh gì? Dạ, kênh của em tên là Khám phá Vĩnh Long. Cái gì? Dạ, Khám phá Vĩnh Long. Dạ. Hết chưa? Ai? Rồi, chúc chị quán đắt nha. Dạ, con không có chơi vé số gì ơi. Dạ không, con không có chơi. Đó theo mày xin 100.000 kìa. Vậy hả? Đấy, rồi dạ. Dạ. Dạ con không có chơi gì. Vì này không hợp hà cho nên là mình đi luôn cô chú. Dạ không, con cho mấy người lớn tuổi thôi. Dì thông cảm giùm con. Đây bán vịt kìa. Dạ không, không được dì ơi. Dạ. Ờ, dì còn sức khỏe thì cố gắng giùm con đi. Có tiền
dịch cơ. Rau củ giờ đây bán rất là nhiều nha cô chú. Ồ, khóm kìa, với dưa gà, dưa gà trái tròn tròn, nhìn đẹp ghê ha. Trời ơi, ra tới cái đường Gia Long ở đây quá trời nhộn nhịp luôn nè cô chú. Xe cộ tấp nập tấp bật luôn. Dì ơi. Dạ. Ê, đường Gia Long nha cô chú. Dạ. Con đi hôm qua em vào. Gì cũng đi bán vé số chừng có gì như đi đứng không được hay gì vậy cô chú, thấy chân bên đây cũng có gì bị quẹo không bên nè. Sáng giờ bán được không gì? Dạ, trung bình là mình bán một ngày là được bao nhiêu tờ vậy? Dạ, 100 tờ là mình tương đương là được 100 ngàn hay gì. Dạ, chân có gì bị sao vậy? Dạ là mình dạ người tai biến, bị bệnh tiểu đường, người tai biến nữa. Dạ rồi gì đi bán gì về có nuôi ai ra không gì? Không, con nuôi lại vậy đó ha. Dạ vậy là mình đi bán này để kiếm tiền ăn sáng uống phê rồi ha. Dạ ai gì ơi, ở đây thì có chú Tâm Hiện á gửi tặng cho gì một phần lì xì với gì vui nha. Dạ, cảm ơn con. Dạ con nuôi. Dạ vậy là cũng quá tốt rồi. Dạ chứ mà mình tự bươn chải thì thấy vất vả hả. Rồi cô chúc gì nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ con không có chơi. Rồi vậy dạ ngoài đây những cái cửa hàng của chú anh chị kinh doanh rất là nhiều nha, mua bán kinh doanh các loại mặt hàng nhiều lắm nha. Đi dài dài đây có gạo, chắc em đặt một ít phần gạo gửi cho bà con lớn tuổi khu vực này của chú. Hộp găng Hoàng Long. Vậy đây thì đi cái xe này sẽ lắc bằng tay của chú đi, không có được xe điện nên là đi cái này cũng còn rất là cực nhọc á nha. Phải lắc tay mình đẩy tới để lui á nó mới chạy. Còn ở trên trung tâm thành phố Vĩnh Long em thì thấy người ta đi xe mấy xe lăn mà bằng điện nhiều lắm, lên ngồi dặn ga là chạy à. Đây bán nho nè, nho 50 ngàn một ký. Và đây có những cái quán bán đồ ăn sáng này cô chú, bún riêu 20k 25k, đây là bún xào ở phía trước chùa Ông Bổn. Chùa này là của người Hoa cô chú.
chợ ôm này sao thấy ít cửa hàng gạo lớn lớn nằm ở ngoài đường như vậy quá cô chú anh chị. Chào cô, khỏe không? Dạ, cắp gai buôn bán đã không cô? Bán cô gì khác không ơi? Dạ, cho con chén ăn đây đi. Rồi đây bán đậu hũ ngon lắm nè cô chú. Dạ. Dạ. Dạ, cô để lại đi, cô bán vô. Dạ. Còn gói xôi chưa ăn nữa nè. Để đây ăn đậu hũ thôi. Đây. Bán nồi vậy hả cô? Dạ. Đây chú kia bán bánh nè, nghĩ ta. Không hết rồi, về đây. Dạ yeah, ha. Dạ. Bữa nay hành bánh bán đắt. Đó. Cái này nước đường nha cô chú. Ôi trời ơi, em té. Dạ ăn luôn. Thường bán chén nhiêu cô? 5.000 hả con? Không có lên giá ha. Dạ. Bán bình dân ta. Dạ. Đây, mời cô chú anh chị cùng ăn đậu hũ nóng với em nha. Xin mời, xin mời. Ở đây có chị bán lạp xưởng thấy rất là ngon cô chú. Nửa ký 80 hả chị? Nửa ký 80 anh ơi, lạp xưởng nhà làm luôn. Rồi, nhìn ngon ghê ha. Đó ao à. Chị lấy nguyên ký em bớt cho 5.000. Cái này nó chưa khô luôn. Ký này là 160. Thử tươi, tại mình thấy mới vậy đó chứ không phải như hàng khác ăn con thôi chặt. Của người ta ngon lắm chị. Ăn thử mua mua. Giống như thôi lại nhỏ hơn vậy ta. Cái ruột nhỏ. Nhỏ ở dưới vườn nhỏ trên vườn nhỏ, nó ghét ăn ngoài mà chở đi ngon lắm. Đó, có dây nhỏ có dây lớn. Dạ, có dây lớn, ba ngon. Thì theo sở thích của quý khách. Dạ, cái ở ngoài là mình cái ruột nhỏ ở trong nó cái này. Nửa ký nha chị ơi, ngon lắm này, cái nhỏ nhỏ nha. Hát hát ai nhắc vậy ta? Chúc chị mua ăn đắt nha chị. Dạ. Thôi dạ. Em mới vừa di chuyển vô cặp bên hông nhà lòng chợ đây cô chú. Nãy thì ăn xong chén đậu hũ á, có đi vòng ở phía ngoài cũng không thấy bà con bán cửa hàng gạo cô chú anh chị. Nên em đi về vào đây. Mời cô chú anh chị mình cùng đi tham quan với em. Khu này em thấy bà con bán gạo cũ với bán cá rồi cũng có luôn. Cá lóc nuôi bự bự không nè. Đây bán vịt cò. Bán keo đắc tôn, bán thuốc chuột, thuốc đuổi chuột, bán thuốc kiến. Giờ này nắng lên rồi nha. Thuốc muối, thuốc đuổi thân lằn, bán thuốc bò, ve chó, thuốc tắm chó, bán bột tẩy lông bãi sần. Dạ kênh của em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Kênh của em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long ha. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha. Chị ăn gì cho dặn gì có xôi nè. Dạ thôi anh để ăn đi. Em mới ăn đậu hũ rồi. Được rồi. Mới hảo em đi. Trời ơi trời, cảm ơn chị nha. Đây có ông ngoại cũng rất lớn tuổi rồi bán rau đây cô chú. Sáng giờ bán được à? Không ngoại? Ngoại bán rau. Dạ. Sáng giờ ngoại bán được không? Có chân trúng kìa. Dạ. Đây để con ginh phụ chị coi. Chúng rồi. Con kêu bà ra cho con. Không nghe, ngoài không nghe. À, chị dựng đây hả? Dựng đây cho mát ha. Cho mát bà ngoại. Đó, nắng lên rồi cô chú ơi. Quá trời gắt rồi. Nhỏ ở đây là đổ mỡ luôn đó. Dạ. Bà ngoại bán rau ở đây hả ngoại? Bán rau nè. Dạ. Rau này là mình hái ở nhà hay là mua đi? Hái nhà. Hái nhà ra bán. Bán. Ngày ngoại kiếm được vài trăm không? Không. Rau đâu có nhiều lâu. Rau bán bữa bần một vài chục ngàn. Dạ. Đó, bán rau mà con. Dạ. Ngoại đâu có làm gì nổi mà bán tiền nhiều. Năm nay ngoại mấy mươi rồi ngoại? 75 rồi. 75 rồi. Rồi. Dạ, rồi. Ngoại gắng đi làm. Sao ngoại không nghỉ nhà đi làm cực quá vậy? Kệ đi còn đi đứng được à. Dạ. Thế
đeo mà. Dán đi ra, dán ra chừng nào ngoại mà ngồi chỗ thôi. Dạ. Chứ ngoại giờ ngoại nồi rồi còn lại mà nuôi ngoại ngoại đi lắm kiếm ngoại mua đồ ăn ngoại ăn. Dạ. Chứ ngoại bây giờ già rồi. Ngoại ơi, đây có chú Tâm Thiện lì xì cho ngoại mua đồ ăn ăn nè. À, cảm ơn con nha. Rồi chúc con làm việc tiến bộ lên nha. Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ. Ngoại à, cảm ơn con quá. Dạ. Hộ mấy người già vậy được cái phước đó nha. Dạ. Rồi chúc cho mình việc tiến lên. Chúc ngoại nhiều sức khỏe nha ngoại. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Ai có mua rau củ ghé ủng hộ ngoại đây nghe cô chú. Rau dừa. Dạ. Cò bay thẳng cánh. Thấy vậy là ngủ giường cò bay thẳng cánh thôi. Dạ. Rồi ngoại mấy diện đi. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Bà tám á hả? Bà tám. Ngoại thứ tám ở đây hết coi ha như gì. Dạ, ngoại thứ tám, bà tám. Bưởi 20.000 một ký nè cô chú. Rồi bên đây có sạp khô bán các loại khô rất là hấp dẫn nha. Anh Minh. Giờ này cũng còn bà con đi chợ. Bán bột tẩy lọc váy sạch, bột sông đường ống, thuốc xử lý nhà cầu, bán bột tẩy quần áo trắng, lọc áo đẩy nhà tắm, ép dẻo. Rau củ gì dài quá trời luôn nè cô chú anh chị. Dừa hấu. Dạ, giờ bán hết hả chị? Còn được đỏ không hả? Dạ, mà không có xẻ ra ha, sáng mới có xẻ ha. Dạ. Chúc chị mua hàng đắt nha chị. Dạ. Mấy chị trên đây hang quá trời hang rồi kìa. Quá trời đắt rồi hả? Dạ. Dạ. Mắm rồi nè cô chú ơi. Ồ, ở đây hang quá trời mà còn ít nè. Ủa, ít mà tới giờ bán được nè. Vậy hả? Trời ơi, làm phép bán hết coi. Dạ. Đây, cá bóng cát nha. Ăn cá bóng cát lại cô chú ơi. Cát xong luôn hả chị? Xong không à. Dạ, này kho mua quẹt. Mua luôn đi. Dạ, em chưa có gì à. Dạ. Đấy, chưa ăn gì luôn. Dạ. Đó, ai ăn cá tép gì ghé ủng hộ đây cô chú ơi. Phải vô nghe, chúc rồi, chị mua quang đất nha chị. Rồi ok, cảm ơn cô. Dạ, chào cô. Bên đây thấy cái cửa hàng này thấy để bao bán thức ăn cô chú, thú y. Dạ, cửa hàng thú y. Gà nè. Đây có bán cá lóc đồng hay gì kìa. Cá lóc đồng và lươn. Lươn ớt luôn. Dạ rồi quý cô chú anh chị mình ơi, thì bây giờ chợ cũng sắp gần tan rồi chú. Nói chung thì bà con đi cũng đã vắng hơn lúc buổi sáng rồi. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị mình cùng đi dạo một vòng tham quan thị trấn Trà Ôn với em nha cô chú anh chị. Ở đây là khu vực gần ở những cái bến phà đó, phía cuối đường Gia Long cô chú. Bên đó là đường Trương Vĩnh Ký. Khu này là khu phố người qua nè cô chú anh chị. Thấy người qua cửa hàng, cửa tiệm mà dài dài ở đây rất là nhiều cô chú. Mình cô chú anh chị cùng tham quan một vòng. Dưới này cũng có bán rau củ đồ các loại nữa nha. Cặp ở đây đi vô là cái đường bờ kè, nói dài vô ra phía sau chợ Trà Ôn luôn. Nhìn thẳng xa xa là thấy được cầu Trà Ôn ở bên đó luôn nha cô chú. Đúng rồi, đó là cầu Trà Ôn đó. Đi chợ gì hả bà? Góc này bán khoai nè cô chú. Đi thôi.
trước này có cái bến phà. Ở đây như khu vực này có hai cái bến phà. Phà này đi Trà Ôn, đi Cái Côn nha. Đó. Dài bên đây lộ thì có những cái quán cà phê, quán ăn rồi cô chú. Nguyên Phong, cửa hàng của người Hoa. Đó, bên đây cũng bán quán cà phê, quán nước nè. Khu này nhà cao tầng nhiều lắm nha. Nhìn ở trên cao của cô chú anh chị thì ở bên đây là giống như là khu nhà giàu. Còn mà cặp ở bên nhà lòng chợ Trà Ôn mà ngược qua đây nè là giống như khu nhà nghèo vậy đó. Nhà thì lụp sụp mà nhà thấp tầng không à. Đây có bán nước mía đó nè kìa. Nước mía vừa nạo. Phía bên đây thì có cái công viên. Buổi sáng thì bà con bắt bàn bán quán ăn nữa bên đây. Ồ, hình như đây là nguyên một cái đoàn, một cái đoàn gia đình là đi du lịch hay là đi bữa nay là gì, đi Thanh Minh đó cô chú. Xe 16 chỗ đậu nè, biển số 51 Sài Gòn. Đó, dạ đây à, mấy cái nhà này là toàn bản hiệu của người Hoa không nè. Phong Phát, Phục Hưng. Ồ, trước này có cái chánh cái gì, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của huyện Trà Ôn. Cái tòa nhà này nhìn kiến trúc rất đẹp nha. Kiến trúc khá đẹp. Dạ, ở đây thì có cái bến phà nữa cô chú anh chị. Bến phà Trà Ôn đi như là Tích Thiện gì đó. Ồ, nhà ở đây cũng còn nhiều cái nhà nhìn cổ cổ ha. Mà đa phần là của bên những cái bộ phận mà người ta làm việc á. Ồ, góc này có bán bông cúng nữa nè. Quá đẹp. Còn bán buôn các mặt hàng dài khắp nơi luôn ha. Sữa đậu nành. Đây, khu vực qua mé bên tay phải em là cái chỗ mà nhà chờ để bà con đi phà nha. Phà này cũng lớn nha cô chú, xe tải đi được luôn kìa. Hiện tại là bà con đang xuống phà nha. Kênh của em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Kênh của em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ, cảm ơn chị nha. Bên đây có trồng rất là nhiều những cái cây xanh của chú, tạo cho mình một cái cảnh quan bóng mát rất là mát mẻ nha.
ta tận dụng cặp ở dưới cái bóng mát cây xanh này để kinh doanh mua bán những cái mặt hàng quán cà phê, uống nước, rồi ở đây có bán chuối nướng rồi nữa này cô chú. Rồi mình đi tới đây một đoạn nữa mình bọc lại nghe cô chú. Đây là những cái quán cà phê cặp ở cái mé bờ kè công viên này, quán ăn nữa kìa, để bán cháo lòng rồi bún xào đồ nè. Đó, chào chú. Xe cộ bà con đậu dài dài ngoài này ha, rồi đi vô trong ngủ cà phê ha. Bên đó thì có cái khu du lịch để là chợ nổi Trà Ôn cô chú. Bên sông bánh á. Cắm cờ rồi kìa. Hay mùa này người ta đi du lịch cũng vắng ghê. Đây là công viên Trà Ôn cô chú anh chị ơi. Thôi chắc em vòng lại vòng nữa mình nghĩ cô chú anh chị. Giờ mấy cô bán ở trong chợ còn hàng á thì người ta đi dài dài ra ngoài đây ra bán luôn cô chú. Vừa nước 10.000 kìa, để mua ủng hộ cô con bịch coi, lấy con bịch vừa nước đi cô. Dạ, dạ bịch 10 đi. Dạ, đi vòng vòng bán vậy hả cô, chứ không vô chợ ngồi nữa ha. Chợ ế quá. Dạ. Chợ đấy. Chợ giờ muốn hết khách rồi ha. Chắc mày dắt. Dạ. Sáng đông hì 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 luôn. Rồi, chúc cô bán mau hết nghe. Dạ. Cấp này chợ búa đồ ế lắm cô chú, nhưng mà nhờ được mấy cái ngày thanh minh như vậy nè. Cho nên là sáng mình đi chợ mới thấy đông đúc vậy thôi, chứ không là cứ vắng hơi hãm luôn. Có quán nước, quán cà phê nè cô chú anh chị. Đường bên đây là đường Đốc Phủ Chi. Những cái tên đường ở dưới này thì nghe lạ lạ không cô chú ơi. Đường Lê Lợi thì nghe quen quen nè. Đốc Phủ Chi mới nghe. Chứ này có điện cơ, sữa mua tưa nè. Ở đây bà con di chuyển qua cái bến phà đi tích thiện này thấy tấp nập hơn là bến phà kia cô chú. Đi Trà Côn gì đó là không đông bằng ở bến phà đây. Cái xe rồi nè đang xuống kỉnh kỉnh nữa kìa. Đây có cửa hàng bán đồ chơi các loại nè, trống trống rồi nè. Hello trốn luôn rồi. Hello. Dạng quá ha. Quen rồi cái dạng quá ha. Đó là chồng ở khu này mà. Dạ, nhảy đi, nhảy đi. Bye bye chú ơi, bye bye chú ơi. Bye bye. Rồi giỏi quá chú đi nha.
Rồi trước này bà con đi chợ mua đồ lần lượt về cô chú. Này bà con đi mua đồ à, cúng hanh minh. Sách lĩnh kỉnh luôn á. Trước hai cô này mua cũng quá trời luôn kìa. Kẹo, bánh. Mua đồ cũng hanh minh thế vậy cô? Quá trời đồ luôn. Ly được kìa. Hàng bán giày dép luôn nữa nè. Cửa hàng đó thì bán giày dép giá cũng bình dân, hợp lý lắm á cô chú anh chị. Em WC á, này có quán ăn ha. Giờ này cũng còn bà con đi ăn sáng lại rai. Chào cô. Cơ đây bán xôi hả cô? Xôi đùi gà thịt khe. Wow. Chắc có món người qua nghe. Dạ. À, ai có ăn thì ghé cô. Chúc cô may bán đắt nha cô. Cảm ơn cô. À, cái đường này ngộ lắm nha cô chú anh chị. Dài dài. Cặp cái tuyến đường này là không thấy bà con kinh doanh mua bán cửa hàng gạo gì hết trơn á. Còn quần áo nè, người rau củ luôn nè, người vàng bạc đá quý. Dạ. Nhưng mà em đi vòng nãy giờ em thấy cũng ít bà con lớn tuổi cũng vô gì. Dạ. Quán cà phê sạch nguyên chất. Dạ uống đi em đi quay vòng cho bà con coi cái. Dạ. Ồ bên đây bán đồ cúng quá trời luôn nè. Chào cô. Dạ kênh của con tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Dạ. Chúc cô chú ngày càng đắt khách nghe cô chú. Dạ. Bên đây có nhà hút bắt này cô chú anh chị. Trung Dũng Hạnh, nhà hút bắc. À. Bán đồ cúng nhang đèn rồi quá trời luôn. Hai bên luôn nha. Cô chú chị xem bên đây lộn. Nguyên cái dãy nhà này thì cái kiểu chữ ngày xưa nè. Phong chữ á, phong chữ viết ngày xưa. Thì bán tiệm vàng. Đường giờ cũng vắng hơn ngày sáng nè cô chú. Bên đây là tiệm bạc luôn nè. Quán cà phê rồi bách quá. Nói chung ở đây thì em thấy bà con kinh doanh mua bán rất là nhiều. Ồ bán ba cái áo này để mà đi chùa chiền rồi nè. Áo lam rồi đó cô chú, phải không ta? Có hai bà cụ đi đâu lùm cụm vô chợ của chú anh chị. Bà ơi, ở đây có chú Tâm Hiện lì xì cho bà nè. Dạ, qua trước đi chú.
Sáng bà đi chợ hay bà đi đâu ạ? Đi kiếm tiền của con mai. Vậy hả bà? Dạ. Dạ. Để mất ổn lắm nghe bà. Rồi mình hoành ra nghe cô chú. Kẹt xe. Bà đi ấy ai cũng hương dân cô chú anh chị. Lớn tuổi đi lụm cụm á. Rồi xin phép là hoành ra nha. Đường giờ vắng ve cô chú anh chị. Coi mấy giờ rồi. Nhìn ké mấy cái đồng hồ của bà con ở phía trong nè. Giờ là gần 9 giờ cô chú anh chị, gần 9 giờ đó. Giờ vắng ve. Dạ, cứ con mua à. Chào cô. Đường này đi hẳn là ra ngoài quốc lộ 54 nha cô chú. Đó, lên cầu Trà Ôn rồi mình đi đường này ra nè. Dạ, đây bà con cũng kinh doanh mua bán nha. Những mặt hàng nhóc hết trơn ha. Rau, củ, trái cây rồi. Ồ, ở đây có bán để giá cả hẳn hồi giờ này cô chú anh chị. Cà tím 5.000 đồng 1 kg. Quá rẻ. Đằng đây cà chua cũng 5.000 đồng 1 kg luôn. Dưa leo 5.000 đồng 1 kg luôn. Rau củ rất là rẻ nghe. Đó, có cái bảng treo lủng lẳng nè. Nhìn đơn giản và đẹp ha. Đó, rau củ bán dài dài, cái đường dẫn ra ngoài quốc lộ 54 cũng nhóc luôn. Ở đây để giá sẵn hết trơn của chú anh chị. Dạ, chào mấy cô. Rồi, quá đẹp luôn. Cái này nổi tiếng luôn nè, nổi tiếng cộng đồng luôn nè. Dạ, ở đây là có ba cô gái ngủ cái gì tam năm cô luôn rồi, ngủ lòng công chúa. Dạ đó, rất là vui vẻ nha cô chú. Đúng rồi, sao biết hay vậy ta? Hả? Chú Hùng gì tiếc phải không? Như là vậy á. Mai Thanh Hùng á. Mai Thanh Hùng ở đâu ta? Mai Thanh Hùng á. À. Không. Đúng rồi. Có quen chú Hùng với gì tiếc á, không biết phải không à. À, không có đi được. Dạ. Dạ. Mai Thanh Hùng á, à, không có nhớ họ tên nhưng mà hay đi chơi chung ha. À. Dạ đúng rồi, em ở trên chảnh á, gần Long Hồ á. Dạ chị là đi bán chạy chợ hay là quê ở đây đi chơi hả? Dạ quê đây luôn. Dạ.
Rồi em chúc mấy chị mua mai bán đắt nghe. Dạ, gạo cũ đây bình dân nè cô chú ơi, ai có ăn thì ghé ủng hộ mấy chị đây. Kế bên chùa gì nè, chùa Hiên Quốc. Dạ. Dạ. Lên YouTube, lên YouTube. Dạ. Đó. Quay phải mở mặt cho dạ. Cô xinh đẹp nè. Cô xinh đẹp. Nhớ ghé đây ủng hộ mấy chị đi nghe cô chú ơi. Dạ, em đi nghe mấy chị. Vừa gan rồi cô chú. Và đây là ngôi chùa Hiên Phước Tử. Giờ mở cửa sáng 6 giờ cho tới 11 giờ. Chiều 1 giờ cho tới 20 giờ tối. Đi hết đoạn đường này thì ra tới quốc lộ 54 em sẽ tạm gác máy. Tổng kết số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Rồi mình sẽ nghỉ nghe cô chú anh chị. Bên đây thì là đường Võ Tánh. Đi vô trong bệnh viện của Trà Ôn, bệnh viện huyện. Dạ qua trước đi chị. Ôi dài dài ngoài đây mới có cửa hàng bán gạo nè cô chú, mà cũng xa chợ quá trời luôn. Bên đây có đường Trưng Nhị nè, bên mé tay phải mình. Ốc len xào dừa hả chú? Chú bán ốc len xào dừa. Ốc len. Rau củ bà con bán dài dài ở ngoài nè. Đó. Dạ không có gì đâu, con đi hôm qua vòng à. Dạ YouTube của em là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Đây là khô cá dứa anh. Khô cá dứa. Dạ. Cô cá dứa 70.000 nửa ký. Đây ai có mua cá dứa ghé anh trai ở đây. Như này mới phơi có một nắng phải không ta? Cái này là nó hai nắng rưỡi rồi. Hai nắng rưỡi hả anh? Ừ. Dạ. Em thấy nó còn mềm dẻo quá nè. Cô này là bao ngon luôn á. Dạ. Này mua về bây giờ làm sao? Làm gì anh? Đóng canh chua cơm mẻ bắp chuối ha. Nhậu. Dạ. Đúng bài luôn. Đó, ai có mua cô cá dứa thì ghé ủng hộ anh trai đi nghe cô chú ơi. Anh trai miền Tây chưa? Anh trai miền Tây, vui tính thật à. Ủa cái clip của anh là nó nằm ở đâu? À, trên YouTube á anh. Tên gì? Tên kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long hả? Dạ. Anh gửi vậy là lên thấy à. Rồi, dạ. Mới phát lên anh. À, chắc tầm 1 đến 2 ngày á. Nếu mà trễ là 2 ngày. Dạ. À, làm YouTube ha. Dạ. Rồi, em chúc anh mua bán đắt nghe anh. Okay, anh. Dạ, cảm ơn anh. Rồi mình đi tiếp cô chú ơi. Quán ăn được kìa, bán phở, bún bò, vé số trúng hưởng. Ở đây là hủ tiếu, cháo lòng. Ồ cái đường này bà con bán dài dài dài. 10 nhà là kinh doanh buôn bán cỡ chừng 6 nhà đó cô chú anh chị. Thì 4 nhà là sao kinh doanh thôi. Bên đây bán mấy cái mặt hàng gì đẹp quá nè. Ồ mấy cái gỗ tre. Gỗ tre rồi mấy cái giỏ nè. Đẹp quá ha. Giống như đồ mỹ nghệ. Đó. Bên đây là nhà thờ Trà Ôn. Và wow.
đóng cửa bên đây rồi, có mở cửa phụ. Nhà thờ này thì ở trên đó có để năm xây dựng cái gì cô chú anh chị, từ năm 1925, năm 1926. Ồ, cũng rất là lâu đời nha cô chú ơi. Đây có hai bạn này đi du lịch nữa gì nè, thấy đẩy ba lô hành lý rồi cô chú. Này nghe cái cua. Ê, hey, đi đâu ạ? À? Vậy hả? Đây có chú Phúc với cô Minh lì xì cho em mua kẹo ăn nè. À. Rau củ rồi cô chú anh chị, mặn 10.000 một ký. Ồ, ngay chỗ này là cái chỗ giao hàng của Việt Heo. Đố lên. Ồ, xe này thấy gì chứ nặng lắm á nha, chống chân lên nó khó lắm. Sắp ra tới ngoài quốc lộ 54 ngoài đây rồi cô chú anh chị ơi. Phía trước ngoài đây thì em thấy có cái bách hóa xanh cũng khá lớn kìa. Đó, mình đối diện bên kia lộ á. Bách hóa xanh.com. Cửa hàng là bán đồ nhóc luôn. Cô chú anh chị mình đợi em ít phút nha, em tổng kết tiền cô chú anh chị mạnh thường quân xong rồi em sẽ thông báo trên clip cho cô chú anh chị mình và cô bác anh chị mạnh thường quân cùng nắm với em luôn nha. Dạ rồi quý cô chú anh chị mình ơi, thì em cũng mới vừa tổng kết xong số tiền của cô chú anh chị mạnh thường quân mà trong clip ngày hôm nay em có sử dụng và còn giữ lại đây, thì em cũng xin thông báo lên cho cô chú anh chị mình và cô bác anh chị mạnh thường quân cùng nắm với em. Rồi mình nghỉ nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, thì ở trong clip ngày hôm nay con có sử dụng số tiền của chú Tâm Hiện tổng cộng là 1.000.000 đồng để gửi tặng đến một số bà con ở chợ chợ Ôn ở đây. Thì hôm nay là ngày 4 Tây tháng 4 năm 2024, con có sử dụng số tiền của chú là 1.000.000 đồng. Thì ở những clip trước con còn giữ số tiền của chú ở đây là 15.090.000 đồng, trừ cho 1.000.000 đồng ở trong clip ngày hôm nay con sử dụng, thì con còn giữ lại số tiền của chú ở đây là 14.090.000 đồng chú ơi. Dạ, một lần nữa con cũng thay mặt bà con ở chợ chợ Ôn nhận những cái phần lì xì của chú, cảm ơn tấm lòng của chú rất là nhiều. Xin kính chúc cho chú cũng như là gia đình của chú thật là nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn thành công trong cuộc sống nghe chú. Cảm ơn chú Tâm Hiện. Rồi, tiếp theo nữa thì là tới số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà em còn giữ ở đây trong clip ngày hôm nay không có sử dụng, thì mong rằng cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng thông cảm cho con nha. Con sẽ thực hiện ở những video clip sau nghe cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Tiếp theo là tới số tiền của mẹ con cô Yến, thì ở những clip trước con còn giữ số tiền của mẹ con cô ở đây là 12.343.000 đồng. Thì số tiền còn lại này con xin phép được thực hiện ở những video clip sau nha cô. Cũng xin chúc cho gia đình của mẹ con cô thật nhiều sức khỏe luôn và luôn gặp nhiều thành công nha cô.
Tiếp theo nữa thì là tới số tiền của chú Tư Tâm. Thì ở những clip trước á, con còn giữ số tiền của chú là 3.008.000. Cái đó là số tiền cũ của chú. Còn số tiền mới 450.000 chú gửi về cho con có đổi ra được là 11.362.000. Thì con cũng xin cộng với số tiền cũ luôn là con cộng dồn lại cũ mới là còn giữ ở đây tổng cộng là 14.370.000 đồng nghe chú. Thì số tiền này con cũng xin phép được thực hiện ở những video clip sau nghe chú Tư Tâm. Một lần nữa con cũng xin cảm ơn tấm lòng của chú và gia đình cũng luôn tin tưởng con ha, gửi gắm cho con những cái phần tiền này để giúp đỡ bà con. Cảm ơn tấm lòng của chú Tư Tâm và gia đình của chú rất là nhiều nghe chú. Cũng xin kính chúc cho gia đình của chú thật nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống hơn nữa nghe chú. Cảm ơn chú. Dạ rồi cô chú anh chị mình ơi, thì em mới vừa tổng kết xong số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà có gửi gắm trên kênh cho em ở đây. Thì số tiền còn lại này xin phép được thực hiện ở những video clip sau nha. Đến đây thì em cũng xin kết thúc video clip của mình tại đây nha. Thì sẵn qua đây cũng cho em gửi lời nhắn luôn. Thì hôm nay con có đi du lịch, không có sử dụng mấy cái số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đó. Thì cũng lâu, mong rằng cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thông cảm nha. Thì sắp tới đây chắc con cũng định đi du lịch nữa đó cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ơi. Thì có gì mà con có còn giữ tiền của chú anh chị ở đây có hơi chậm á, làm hơi chậm á, thì cũng thông cảm cho con nha. Dạ con cảm ơn nhiều lắm à. Dạ rồi thì em xin kết thúc video clip của mình tại đây nha cô chú anh chị. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết video clip của em. Em cũng xin kính chúc toàn thể quý cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe nha, và hạnh phúc vui vẻ bên gia đình người thân mình nha. Dạ xin mến chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.